Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top TV của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở bên comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây thông tin chính chúng tôi sẽ gửi tới quý vị các bạn như sau. Antonio Conte gần như chắc chắn sẽ dẫn dắt Inter. Dựa trên thông tin từ truyền thông Italia những ngày gần đây, phía Inter và Conte đã chốt xong tương lai hợp đồng và đề ra phương hướng chuyển nhượng. Thật ra, Antonio Conte vẫn ưu tiên trở về Juventus hơn, nhưng đó chỉ là mong muốn từ cá nhân ông. Phía Juve không hề xuất sáng với việc đưa Conte trở lại, dù cũng không có nhiều lựa chọn nếu chia tay huấn luyện viên Marc Allegri. Chủ tịch Andre Agnelli của Juve được cho là lấn cấn với Conte khi nhớ lại chuyện ông đột ngột viết đơn từ chức năm 2014. Chính điều này đã đẩy kế hoạch của Juve khi ấy vào tình trạng bị động, cộng với một số mâu thuẫn về quan điểm bóng đá giữa hai người. Conte chọn Inter, hai bên được cho là đã đàm phán những ngày qua và đồng thuận với bản hợp đồng thời hạn 3 năm cùng mức lương 9 triệu euro một mùa. Thành tích không tốt của Inter trong trận đấu gần đây khiến giới chủ Trung Quốc càng quyết tâm chia tay Luciano Spalletti để mời Conte. Cho dù Inter sẽ mất 25 triệu euro để đền bù cho 2 năm hợp đồng còn lại của Spalletti, đó là một quyết định táo bạo trong bối cảnh Inter cần tìm mua cầu thủ để chuẩn bị cho mùa giải mới. Yêu cầu rõ nhất của Conte về mặt nhân sự tại Inter mùa giải sau là mua bằng được Romelu Lukaku của MU. Conte không có khúc mắc gì với Mauro Icardi, nhưng tôn trọng quyết định của ban lãnh đạo Inter. Những người đã quyết bán Icardi ngay mùa hè này sang loạt scandal. Hiện Juve muốn mua Icardi nhất, nhưng các lời đề nghị Icardi cộng 20 triệu euro đổi lấy Paulo Dybala hoặc đổi ngang Icardi lấy Douglas Costa đều bị Inter lắc đầu. Inter chỉ muốn nhận được 80 triệu euro tiền mặt để lấy tiền đó cho thu phục Lukaku, thậm chí sẵn sàng cắt thêm Ivan Perisic để có chân sút của MU. Edin Dzeko của Roma, Duvan Zapata của Atalanta là hai phương án dự phòng trong trường hợp không mua được Lukaku. Tuy nhiên, có vẻ như tiền đạo Romelu Lukaku coi như đã chốt xong tương lai tại Manchester United. Tương lai của Romelu Lukaku tại Man United đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Chân sút kỳ bỉ sa sút phong độ, đánh mất vị trí chính thức vào tay Marcus Rashford và có nguy cơ bị huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer bán đứt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Thậm chí Lukaku cũng từng khẳng định được chơi bóng ở Syria thực sự là giấc mơ. Tôi hy vọng có thể thi đấu ở đó dù sớm hay muộn, ngay cả khi đang tập trung của Manchester United chiến đấu trong một vị trí trong top 4. Được biết Inter Milan đang liên hệ với Man United để sớm hoàn tất thương vụ Lukaku. Nhiều nguồn tin tiết lộ cuộc đàm phán đang tiến triển khá tốt, dù vậy có khả năng Lukaku đã sớm chốt tương lai tại Old Trafford. Cụ thể, tờ Sun Sport loan tin Lukaku đã mua một căn nhà mới có giá 3 triệu bảng ở khu vực Entringham, địa điểm chỉ cách hơn 5 km so với sân tộc của MU. Động thái này cho thấy Lukaku đã quyết định gắn bó lâu dài với quỷ đỏ thành Manchester. Blaugrana sẽ phải chi con số tiền điên rồ 150 triệu bảng Anh để có được hậu vệ của Liverpool. Sau khi thành công trong thương vụ Frankie de Jong, Barcelona được cho là muốn mua thêm người đồng đội của anh, Matic de Ligt, để chuẩn bị cho tương lai khi nhiều trụ cột của họ ở hàng thủ đều đã ở ngoài 30 tuổi. Tuy nhiên, theo tờ Mundo Deportivo, Andy Robertson mới là hậu vệ mà Blaugrana muốn có nhất ngay trong hè này. Dù Jordi Alba vừa ký một bản hợp đồng mới có thời hạn đến 5 năm và bản thân Robertson cũng đã gia hạn, đồng ý ở lại sân Anfield đến năm 2024. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất, giá của hậu vệ người Scotland được cho vào khoảng 50 triệu bảng. Tuy nhiên khi bán Philip Coutinho cho Barca, giám đốc thể thao Michel Ego của Rennes được cho là đã cài thêm một điều khoản bồi thường trong hợp đồng. Nội dung điều khoản này quy định nếu trong vòng 3 năm, đội chủ sân Camp Nou muốn mua thêm một cầu thủ Liverpool sẽ phải trả thêm 100 triệu bảng. Như vậy Barcelona sẽ phải chi con số khổng lồ 150 triệu để mang về Andy Robertson. Mùa này Robertson chính là một trong nhân tố chủ chốt, đóng góp 13 lần kiến tạo thành bàn cho các đồng đội để Rennes tiến gần với chức vô địch Ngoại hạng Anh và tiếp tục tiến vào chung kết Champions League. Một tuyên chuyển nhượng quan trọng của Ole Gunnar Solskjaer đang bị Arsenal và Juventus tranh giành quyết liệt. Manchester United sẽ bước vào mùa hè đầy bận rộn với mục tiêu cải tổ đội hình. Một trong những vị trí quan trọng mà thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer muốn bổ sung lực lượng nhất chính là hàng phòng ngự, nơi đã khiến cho Man United bị thủng lưới lên đến 52 bàn ở mùa này ở Ngoại hạng Anh vì sự lơ lỏng và phong độ yếu kém. Mục tiêu của huấn luyện viên Solskjaer cũng thường tầng đội chủ sân Old Trafford hướng đến là Samuel Umtiti. Trung vệ không có nhiều cơ hội thể hiện cho màu Barcelona. Chấn thương của Umtiti cùng với sự ăn ý từ bộ đôi Riyad Piqué và Clément Lenglet khiến tương lai của ngôi sao phòng ngự người Pháp ngày càng mù mịt ở Camp Nou. Tuy nhiên, Man United sẽ không hề dễ dàng hoàn thành được thương vụ này. Cụ thể, cả Arsenal và Juventus đều đang quan tâm về theo sát từng động thái chuyển nhượng của Samuel Umtiti. Hai đội bóng này cũng không ngần ngại ra giá cho Barcelona để sớm chiêu mộ được trung vệ sinh năm 1993. Với Arsenal, sau khi bổ nhiệm giám đốc thể thao Edu, kế hoạch chiêu mộ Umtiti cũng sẽ được pháo thủ thành London tiến hành một cách nhanh chóng. Trở ngại lớn nhất để các đội bóng chiêu mộ Umtiti có lẽ là tiền sử chấn thương của trung vệ này. Chấn thương đầu gối trở thành nỗi ác mộng với cầu thủ của Barcelona và đầu tư vào thương vụ chiêu mộ anh chẳng khác nào là chơi một canh bạc. Lần trước sự ra đi của Eden Hazard, tỷ phú người Nga đã can thiệp yêu cầu Chelsea chiêu mộ tiền vệ Philip Coutinho.
Dưới triều đại huấn luyện viên Mauricio Sarri, Eden Hazard đã chơi thử bóng đá tấn công sở trường. Nhờ đó, ngôi sao người Bỉ đã có sự bứt phá ấn tượng cả về số bàn thắng và kiến tạo. Nhưng Hazard càng tỏa sáng bao nhiêu, thì cổ viên Chelsea càng lo lắng bấy nhiêu. Đơn giản bởi Real Madrid đã sẵn sàng chủ động đón ngôi sao 28 tuổi này về sân Bernabeu. Ngoài sự bế tắc trong các cuộc đàm phán hợp đồng, Eden Hazard cũng nhiều lần đăng đàn ngấm ngầm tiết lộ kế hoạch rời Stamford Bridge. Trong bối cảnh đó, tỷ phú Roman Abramovich đã vào cuộc. Cụ thể, theo Carina Ster, thay vì yêu cầu giữ Hazard ở lại bằng mọi giá, tỷ phú người Nga đã chỉ định người thay thế ngôi sao người Bỉ. Cái tên được lựa chọn là Philip Coutinho. Đây là mục tiêu khả thi với Chelsea bởi Coutinho không thể được nhiều cho máu Barcelona. Nhiều tờ báo Tây Ban Nha khẳng định Blaugrana đã sẵn sàng để tiền vệ người Brazil ra đi vào cuối mùa giải. Đội bóng xứ Catalan muốn tích lũy ngân sách để tăng cường cho một vị trí trọng yếu ở phiên chợ hè 2019. Tiền phú Roman Abramovich tin rằng với những gì đã thể hiện ở Premier League cho máu Liverpool, Coutinho sẽ đáp ứng được yêu cầu mà Mauricio Sarri đặt ra. Ngoài ra, Chelsea cũng hy vọng sẽ có Coutinho với mức giá rẻ hơn so với tiền thu về từ thương vụ Hazard. Nhìn chung, Chelsea vẫn tính tới bài toán kinh tế trong chuyển nhượng để mua một ngôi sao tầm cỡ thay thế Hazard là điều rất khó khăn. Đặc biệt ở thời điểm giá trị chuyển nhượng ngày càng tăng một cách chóng mặt, trong bối cảnh đó Coutinho được xem là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà Chelsea đang phải đối mặt là án cấm chuyển nhượng. Thương vụ Coutinho sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc The Blues có thể kháng án thành công hay không. Theo báo giới Anh, đội bóng Tây London hiện đã đâm đơn lên tòa án thể thao CAS. Pep Guardiola đồng ý dẫn dắt Juve với một điều kiện. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử của Man City bảo vệ thành công trước vô địch ngoại hạng Anh. Kể từ khi ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng tại Etihad, Pep đã thổi một làn gió mới, đem đến lối chơi tấn công rực lửa đến ở xanh thành Manchester, trở thành đội bóng mà bất kỳ đối thủ nào cũng e ngại. Trong khi đó, Juve cũng dù đang thống trị ở giải quốc nội, nhưng họ vẫn không hài lòng với huấn luyện viên Allegri vì liên tục thất bại trong việc chinh phục chiếc cúp bảng Champions League. Theo nguồn tin từ Italia, bảo đảm ra sắp sửa chấm dứt hợp đồng với chính lược gia 51 tuổi này. Mới đây, nhà báo Olivero của Sky Sports đã tiết lộ Juve xem Pep là người phù hợp nhất để dẫn dắt đội bóng thành Turin. Tôi biết rằng Juve đã liên hệ với Pep sau khi họ thất bại trong việc chiêu mộ Zidane với Real Madrid. Pep rất thích thú với việc chuyển đến Turin. Tuy nhiên, anh ấy còn hợp đồng với Man City và chưa muốn kết thúc sớm. Pep và Juve sẽ ngồi vào bàn đàm phán một lần nữa vào năm 2020. MU muốn chiêu mộ Ronaldo. Cũng theo nguồn tin từ Italia, Cristiano Ronaldo không muốn tiếp tục gắn bó với thành Turin vì ban lãnh đạo Juventus từ chối chiêu mộ Raul Felix và Marcelo theo yêu cầu của CR7. MU được cho là nhân cơ hội này để thuyết phục Ronaldo trở về Old Trafford. Quỷ đỏ sẵn sàng tung ra số tiền khổng lồ 140 triệu euro, đồng thời để siêu sao người Bồ Đào Nha được hưởng mức lương 38 triệu euro một năm. Ronaldo gia nhập Juventus với mức phí kỷ lục vào mùa hè năm ngoái với mục tiêu giúp bà đồng già cụ thể hóa giấc mơ vô địch Champions League. Tuy nhiên, giấc mộng này bị tan biến khi họ thất bại trước Ajax ở vòng tứ kết. Cá nhân CR7 cũng không giấu nổi sự thất vọng với kết quả này. Chắc chắn đây là thông tin khiến các cổ động viên quỷ đỏ vui mừng bởi họ luôn khao khát Ronaldo trở về mái nhà xưa. Thời kỳ hoàng kim gần nhất của Man United gắn liền với tên tuổi của CR7. Trong quãng thời gian 6 năm khoác áo đội chủ sở Old Trafford, siêu sao người Bồ Đào Nha đoạt được 3 chiếc vô địch ngoại hạng Anh, một chiếc cúp Champions League và hàng loạt danh hiệu cao quý khác như quả bóng vàng, chiếc giày vàng. Dù đã 34 tuổi, Ronaldo vẫn đang duy trì phong độ làm bàn hết sức đáng sợ. Đó là lý do khiến MU tin tưởng huyền thoại của họ sẽ một lần nữa tỏa sáng nếu trở về. Man United sẽ có các cuộc họp nghiêm túc hoặc thậm chí sa thải huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nếu đội bóng để thua Cardiff, theo lời cựu danh thủ Paul Merson. Huấn luyện viên Solskjaer được bổ nhiệm thay thế Jose Mourinho dẫn dắt MU hồi giữa tháng 12/2018 với vai trò tạm quyền và giúp Quỷ đỏ có 10 chiến thắng sau 11 trận đầu tiên. Đồng thời, đội bóng lọt tới tứ kết Champions League. Với màn trình diễn ấn tượng này, chiến lược gia người Na Uy đã được trao bản hợp đồng có thời hạn 3 năm hồi cuối tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, kể từ thời điểm được trao bản hợp đồng mới, MU của Solskjaer thi đấu chưa rất phong phanh khi bị loại khỏi Champions League cũng như bị đánh bật khỏi cuộc đua giành tấm vé dự Champions League mùa giải tới sau trận hòa đội bét bảng Huddersfield cuối tuần trước. Chia sẻ mới đây, cựu danh thủ người Anh Paul Merson cho rằng chiếc ghế của Vin Solskjaer có thể lâm nguy nếu như Quỷ đỏ để thua đội bóng đã xuống hạng khác là Cardiff ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào tối chủ nhật ngày 12 tháng 5. Không có gì làm tôi ngạc nhiên nếu như họ để thua Cardiff City. Mọi người biết điều gì sẽ xảy ra, tôi không biết, nhưng tôi nghĩ sẽ có cuộc họp nghiêm túc nếu như họ không giành được chiến thắng, cựu danh thủ của Paul Merson chia sẻ với Sky Sports. Và phải nghiêm túc suy nghĩ, nếu như không giành chiến thắng trước Cardiff, họ đã phạm sai lầm với Solskjaer. Nếu anh ta để điều này xảy ra ngay từ đầu, liệu anh ta có trở thành huấn luyện viên chính thức không? Không, anh ta sẽ không được bổ nhiệm, ông Merson nói thêm. Sarri tự tin giữ Hazard ở lại. Hiện Chelsea đã chắc chắn có vé dự Champions League mùa tới và nếu họ có thể lên ngôi vô địch Europa League, huấn luyện viên Sarri tin chắc chắn rằng tiền vệ Eden Hazard sẽ tiếp tục ở lại Stamford Bridge. Van Dijk vẫn tin cơ hội vô địch ngoại hạng Anh. Mặc dù Liverpool không có quyền tự quyết ngôi vô địch ở vòng hạ màn Premier League, nhưng Van Dijk vẫn giữ niềm tin mạnh mẽ. Anh khẳng định mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá, nên thúc giục các đồng đội hãy chiến đấu với niềm tin ở màn tiếp đón Wolves.
Pochettino đã lưng khủng ở Juventus. Theo Corriere dello Sport, trước lời mời của Juventus, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã yêu cầu mức lương 20 triệu euro một mùa, tương đương với 17,2 triệu bảng. Nhà cầm quân người Argentina được cho là sẵn sàng chia tay Tottenham sau mùa giải này. Sanchez muốn trở lại Italia cứu vãn sự nghiệp. Serie A có thể là nơi sẽ cứu vãn sự nghiệp của Alex Sanchez. Trang Calcio Mercato đưa tin, Inter Milan sẽ đưa ra đề nghị đầu tiên nếu cảm thấy chấp nhận được việc chi trả số tiền lớn cho tiền đạo người Chile. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở các comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.